Để sẵn sàng cho công tác phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng năm 2023, chiều 21 tháng 4 năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Lang Chánh đã phối hợp với huyện đoàn Lang Chánh tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các em học sinh trường trung học phổ thông Lang Chánh. Nội dung của công tác tuyên truyền theo hình thức lưu động và ngoại khóa nhằm cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh và thanh thiếu niên những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, các biện pháp đảm bảo an toàn trong việc sử dụng lửa để đun nấu sinh hoạt, xử lý rác thải, sưởi ấm ở khu vực trong rừng, ven rừng, tiếp tục bồi dưỡng cho các em học sinh tình cảm, thái độ tích cực với công tác bảo vệ rừng, có tình cảm yêu quý thiên nhiên, chung tay vì cộng đồng để bảo vệ phát triển rừng. Trong quá trình tuyên truyền, các em học sinh, thanh thiếu niên đã được trực tiếp tham gia đóng các biển cảnh báo cháy rừng, các biển cấm lửa, các quy định về bảo vệ rừng tại nhà văn hóa các thôn bản khu phố, tham gia phát dọn thực bì dưới tán rừng và thực hành các kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra cháy rừng hoặc khi tham gia chữa cháy rừng, thực hiện các hành động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ rừng, vừa là người tuyên truyền tích cực, vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.